Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang hướng tới hiệp ước đầu tiên về kiểm soát ô nhiễm nhựa, quá trình đàm phán hiện nay được đánh giá là khó khăn trong việc xác định có nên hạn chế lượng nhựa sản xuất ra hay là chỉ tập trung vào việc quản lý và tái chế rác thải nhựa. Các nước hiện đang cố gắng đạt được mục tiêu này vào trước cuối năm 2024. Liên Hợp Quốc cho biết là thế giới hiện đang thải ra khoảng 400 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, trong đó thì có chưa đến 10% được tái chế. Ngày nay thì khoảng 98% nhựa dùng một lần có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch. Liên minh châu Âu cùng với hàng chục quốc gia, trong đó thì có Nhật Bản, Canada và Kenya đã kêu gọi một hiệp ước mạnh với các điều khoản mang tính ràng buộc nhằm giảm việc sản xuất và sử dụng nhựa nguyên sinh, cũng như là xóa bỏ hoặc hạn chế các loại nhựa gây ô nhiễm như là PVC hay là các loại nhựa chứa các nguyên vật liệu độc hại. Quan điểm này thì vấp phải sự phản đối từ các nước như là Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, sản phẩm hóa dầu và sản xuất sản phẩm từ nhựa trong quá trình lọc dầu. Theo những quốc gia này thì hiệp ước tương lai cần phải tập trung vào việc tái chế và tái sử dụng nhựa. Việc này thì được đề cập bằng khái niệm quay vòng nguồn cung nhựa. Xử lý các loại rác thải nhựa này như thế nào cho hiệu quả là vấn đề sẽ được Liên Hợp Quốc chủ trì thảo luận trong tuần tới. Nhưng mà có một ví dụ điển hình từ Đức, quốc gia có hệ thống xử lý chai lọ nhựa được xem là tốt nhất hiện nay. Yeah. Người Đức thích các loại đồ uống. Và đây là rác thải. Nhưng đó là câu chuyện của trước kia. Giờ đây, 99% chai lọ nhựa tại Đức đều được tái chế. Hệ thống tái chế được gọi là PFAN, hoạt động khá hiệu quả. Nó như một tấm lưới chặn không cho bao bì nào bị bỏ sót ngoài môi trường. Đài DW của Đức cho biết trên khắp thế giới có gần 1,5 tỷ chai nhựa được bán ra mỗi ngày. Để giảm tuyệt đối chai lọ nhựa và thủy tinh ngoài môi trường, chính phủ Đức đã triển khai chương trình đổi chai lấy tiền kể từ năm 2003. Thực chất, đây là hệ thống hoàn trả tiền đặt cọc, được áp dụng trong lĩnh vực tái chế và kinh tế tuần hoàn ở châu Âu. Theo đó, người tiêu dùng sẽ phải đặt cọc khi mua các sản phẩm như chai lọ, lon đồ uống, bình ga. Và khi trả lại vỏ sản phẩm để tái chế, họ sẽ được hoàn lại số tiền đã đặt cọc. Việc làm này cũng khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các bao bì và chai lọ thân thiện với môi trường hơn. Hiện người dân Đức có thể mang chai lọ đã qua sử dụng đến các cửa hàng hoặc 48.000 máy bán hàng tự động để đổi tiền. Tôi nghĩ việc tái chế rất quan trọng, tôi thích điều đó. Tôi dạy con mình biết thế nào là tái chế. Ở Đức, chai nhựa có thể được rửa sạch và quay vòng sử dụng 20 lần và 50 lần đối với chai thủy tinh. Trong khi đó, những loại chai nhựa chỉ có thể dùng một lần, tiền đặt cọc khi mua sẽ bị tính gấp đôi. Lâu dần, khách hàng sẽ mất hứng thú với những loại đồ uống này.